Rich Kid cho đi Huỳnh về nước, nhìn gì cũng thấy lạ, học nói tiếng Nghệ An mà tưởng ngôn ngữ nước khác. Chí mổ đỏ, em chủ, thanh thanh chào tạm biệt gì. Như là một ngôn ngữ khác luôn á các bạn. Quá là ngộ luôn. Món này thì ít ngộ nhất. Trời ơi, bạn để chứng luôn. Và mình đã tìm thấy bạc bò. Xong rồi mình đã chơi với đám gà này. Mình thấy gà ngoài quê ốp hơn gà bên Mỹ. Và bị con ngỗng này nó rượt. Quá là ngộ luôn. Jenny Huỳnh có lẽ là một cái tên không mấy xa lạ với giới trẻ Việt Nam. Cô tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vi, gây ấn tượng với cộng đồng mạng khi là nữ YouTuber trẻ tuổi, nhưng có thu nhập khủng mỗi tháng. Những video Jenny Huỳnh thường xoay quanh nội dung đơn giản về việc chia sẻ cuộc sống định cư tại Mỹ với phong cách trò chuyện hài hước, dí dỏm. Sau 2 năm, Jenny Huỳnh đã có chuyến trở về nước và có những trải nghiệm cực đáng nhớ với nhiều nét văn hóa đặc trưng. Trên trang cá nhân, nữ YouTuber đã chia sẻ đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ thú vị với MC Khánh Vi. Jenny Huỳnh tự đặt ra thử thách học tiếng Nghệ An dưới sự hướng dẫn của Khánh Vi. Nhưng khi mới nghe cô chị nói câu đầu tiên thì đã ngơ ngơ như bò đeo nơ, chẳng thể hiểu Khánh Vi đang nói gì. Nữ MC phải tỉ mỉ bày cho Jenny Huỳnh cách phát âm từng chữ, rồi ghép lại thành một câu có nghĩa. Tuy vậy, Rich Kid này vẫn chỉ nghe như nước đổ lá khoai mà chẳng hiểu được ý nghĩa của câu nói. Cho đến khi Khánh Vi dịch lại bằng tiếng Anh, Jenny Huỳnh mới hiểu được và ồ lên một cách dễ thương hết nức. Tuy nhiên, có một vài câu đơn giản, ngắn gọn, nữ YouTuber cũng có thể đáp lại và hiểu dễ dàng. Chỉ có điều phát ngôn vẫn chưa được chuẩn tiếng quê cho, khiến Khánh Vi uống nắng lại mà cũng cười như được mùa. Chỉ vài câu nói của Khánh Vi đã khiến Jenny Huỳnh phải hoang mang, vì giọng nói của người miền Trung tướng dễ mà lại vô cùng khó nhằn. Mỹ nhân Gen Z phải thốt lên rằng, tiếng Nghệ An như một ngôn ngữ khác vậy đó mọi người. Có vẻ như Jenny Huỳnh khá hứng thú với thử thách này, nhưng lại không vượt qua một cách tròn trịa lắm. Tuy nhiên, vẫn khiến cho các tín đồ của TikTok được fan giải trí cực mạnh. Trước đó ít ngày, Jenny Huỳnh đã có chuyến bay về Quảng Ngãi thăm gia đình, tới một miền quê tách biệt hẳn về cuộc sống hoa lệ bên Mỹ. Nữ YouTuber nhìn đâu cũng thấy lạ, hệt như người trên trời rơi xuống. Với những món ăn rất dân dã của người Việt như cá hấp, mực kho, bánh tráng, cô đều chỉ dùng hai từ ngộ ngộ để miêu tả. Thậm chí khi được dẫn ra chợ để ăn chè, Jenny Huỳnh cũng ngỡ ngàng vì sự giản dị của các món ăn vặt làng quê. Ngay cả cà phê sữa đá cũng là một món gì đó được pha chế theo cách khá lạ lẫm với cô nàng. Chưa dừng lại ở đó, Jenny Huỳnh còn mắc chữ A, mồm chữ O khi nhìn thấy những chuồng bò, chuồng gà của người thôn quê. Cô còn không giấu được vẻ sợ hãi khi đi ra đường mà được những bé ngỗng ngộ nghĩnh chạy theo sau lưng. Lang thang vào vườn chuối cũng đủ để Jenny Huỳnh cảm thấy phấn khích. Chắc hẳn những khung cảnh yên bình thế này chẳng dễ dàng gặp được tại nơi xứ sở cầu hoa đâu nhỉ. Dù chỉ là một YouTuber khá trẻ tuổi, nhưng Jenny Huỳnh đi đến đâu cũng được đông đảo fan hâm mộ nhận ra. Cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những chiếc kẹo chuối có chữ ký của mình để dành tặng cho những ai nhận ra cô. Thế mà về tới Quảng Ngãi vẫn có những fan cuồng chưa hài lòng với những chiếc kẹo, phải mang theo giấy bút xin chữ ký phun mặt giấy thì mới đã cái nư. Có thể thấy chuyến về nước của Jenny Huỳnh lần đây đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Học tập và sinh sống tại nước ngoài nhiều năm chắc hẳn cũng khiến cô xa lạ với nhiều nét văn hóa ở Việt Nam. Nhưng chính sự ngô nghê dễ thương ấy lại chính là một sức hút không thể phủ nhận của nữ YouTuber này. Bạn nghĩ sao về chuyến về nước lần này của Jenny Huỳnh? Hãy cùng chia sẻ nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!